Tiểu sử nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giao. Ngọc Giao sinh năm 1945, là một nghệ sĩ nhân dân Việt Nam. Bà lớn lên trong một gia đình lao động nghèo ở Thủ Thiêm, nay là quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Ký ức tuổi thơ của nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giao là những chuỗi ngày bần hàn cơ cực, nhưng Ngọc Giao lại rất mê ca hát. Ngoài giờ học, những lúc rảnh rỗi bà thường học hát qua đài. Rồi bà vừa học vừa làm thuê cho một gánh hát Kim Phụng. Tại đây, bà được học múa ươm tơ, múa cây lúa, đượm là tỳ nữ trên sân khấu. Nhờ có giọng hát trời phú nên tuồng hát nào bà cũng được tham gia hát một câu vọng cổ hoặc có vai diễn có sự xuất hiện rất ít trên sân khấu. Ở đoàn hát Kim Phụng được một thời gian, Ngọc Giao cùng với anh trai được giới thiệu vào đoàn Sơn Đông Mãi Võ. Một năm sau, lúc đó bà 12 tuổi, bà được nhận vào gánh hát Mai Lan Phương, Ngọc Chiểu và làm tỳ nữ, rồi ngâm thơ hậu trường. Đến khi đoàn Ngọc Kiều của Hoàng Kinh, Ngọc Đáng, năm bà tròn 13 tuổi thì được đóng vai những đào nhì, sau 2 tháng được nâng lên đào chính. Một lần cùng đoàn đi diễn ở Quảng Ngãi, đoàn Ngọc Kiều diễn vở Đôi Mắt Gia Nhân. Trong số khán giả đến xem đêm diễn ấy có bà bầu của đoàn Kim Chưởng, nên bà đã được mời về làm diễn viên của đoàn Kim Chưởng. Sau hơn một năm cùng đoàn đi lưu diễn khắp các tỉnh miền Trung đến miền Tây, năm 1958, về đến Sài Gòn, Ngọc Giao được chủ rạp hát Hưng Đạo mời dự lễ khai trương, đồng thời tham gia vai đào chính trong vở Hai Cánh Én Đầu Xuân, đóng cặp cùng nam diễn viên Minh Trí. Sau lần diễn đó, nghệ sĩ Minh Trí đã đưa bà giới thiệu với các hãng băng đĩa ở Sài Gòn. Chủ hãng châu Á, một đĩa lớn nhất ở Sài Gòn, sau khi nghe cô bé 14 tuổi ngâm thơ và hát thử đã đồng ý ký hợp đồng dài hạn. Hai năm sau, bà được soạn giả Hà Triều, Hoa Phượng ở đoàn hát Thanh Minh Thanh Nga mời về đoàn. Từ đó, tên tuổi của Ngọc Giao ngày càng được đông đảo khán giả cải lương ở khắp các tỉnh miền Tây Nam Bộ mến mộ. Với những thành công qua những vai diễn, đặc biệt là vai đào chính Điêu Thuyền, bà được trao giải Thanh Tâm vào năm 1960. Năm 1967, bà vinh dự đón nhận giải thưởng Thanh Tâm. Ở đoàn Thanh Minh Thanh Nga, Ngọc Giao có cơ hội hóa thân vào nhiều vở diễn, từ Đào Mùi, Đào Ngụ, Đào Lãnh, Đào Võ đến vai giả lão, giả trai và cả những vai con nít bà già. Nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giao, hôn nhân 19 năm, không tình yêu, con mất vì ung thư máu. Còn đối với chuyện tình yêu, Ngọc Giao tự nhận rất sòng phẳng. Khi đang là cái tên ăn khách bậc nhất Sài Gòn, nữ nghệ sĩ bất ngờ kết hôn khi tròn 17 tuổi. Nữ nghệ sĩ 72 tuổi hiện giờ chia sẻ, đang đi hát tự nhiên ba kêu về lấy chồng, rồi định ngày cưới luôn, chứ tôi có biết yêu là gì đâu. Bà cho biết mình bị gả đi vì để trả ơn giúp đỡ của nhà người ta dành cho gia đình mình. Vì lễ giáo, Ngọc Giao chỉ biết quẹt nước mắt rồi ngậm ngùi làm vợ người chồng hơn mình 32 tuổi với một đám cưới dài 3 ngày. Bà nhớ ngày lên xe hoa, mình ngồi thụp xuống gầm xe vì xấu hổ. Trong khi bà mới 17 tuổi thì chồng đã 49 tuổi. Nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giao kể, cưới rồi mà tôi chẳng cảm giác gì hết, có yêu đâu mà kêu là vợ chồng. Hội đủ thanh lẫn sắc, Ngọc Giao được chồng hết mực yêu đương, chiều chuộng. Nữ nghệ sĩ cho biết, ông khen má em thơm, thiệt là dễ thương, nhưng bà lại không cho chồng đụng vào người. Đêm động phòng, cô dâu trẻ khóc như mưa, vì trước đến giờ đi hát toàn ngủ với chị Thanh Nga thôi. Chồng vừa chạm tay, nằm kề thì Ngọc Giao đã hét, ai cho anh đụng vào tôi, mắc gì vợ chồng phải ngủ chung. Không có tình cảm nên cô thẳng thừ tuyên bố, vì nghe lời ba má nên mới lấy chồng. Cứ thế, nàng dâu Ngọc Giao bướng bỉnh đến mức cha mẹ ruột phải xin rước về, vì em còn bé quá, đợi em lớn chút rồi vợ chồng tái ngộ. Hai năm sau, khi chồng 51 tuổi hân hoan sang đón vợ 19 tuổi thì bà vẫn tuyên bố, biết là chồng nhưng khoan đã, Ngọc Giao là thế, không yêu thì không thể cưa cẩm. Vì chữ nghĩa,
nữ nghệ sĩ kéo dài cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt suốt 19 năm. Khi chia tay, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dao cho biết, nhà cửa tài sản tôi cho ông ấy hết. Bà và người chồng ấy có với nhau một người con đặt tên là Ngọc Hân. Nếu Ngọc Dao nắm giữ hào quang thì con gái đã bị tước đi mạng sống bởi bệnh ung thư máu. Nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dao trầm ngâm, nếu giờ còn sống chắc nó đã 47-48 tuổi rồi. Lúc đó Hân đang thi lớp 7 thì xỉu, bác sĩ nói bị ung thư máu, một tuần sau là chết. Kể từ cái chết của con, nghệ sĩ Ngọc Dao bỏ hát và thường đi lang thang từ chiều tối đến hừng sáng mới về. Người mẹ ấy đi nhặt những mảnh đời trong bóng tối để chiêm nghiệm sự vô thường của cuộc sống. Con gái đã dạy tôi hiểu chuyện hơn ngày xưa gấp 100 lần, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dao tâm sự. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên, Ngọc Dao vẫn được nhiều người đàn ông săn đón theo đuổi. Nghệ sĩ tự hào kể, nhiều ông là bác sĩ, kỹ sư còn trèo hái mận tặng tôi như thường. Thế nhưng, bà đã phải lòng người đàn ông xứ Bắc kém mình nhiều tuổi. Họ gặp nhau mỗi lúc nghệ sĩ Ngọc Dao đi thăm mộ con. Lần nào cũng thế, ông cứ theo bà để xin được giúp rửa mộ cho con gái. Lặng thầm và bền bỉ, cuối cùng ông chiếm trọn trái tim của bà. Ái âm thay, khi mình thương rồi thì ổng trốn mất. Nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dao hé lộ cuộc hôn nhân thứ hai của mình.